Theo Thánh Luca, chương 12, câu 35 đến 40. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam dùng từ rất hay khi nói tiền bạc. Đồng tiền nó bạc bẽo lắm, có thể giúp mình sống, cũng có thể giết chết mình. Vậy mà có người làm giàu bằng mọi cách, kiếm tiền bằng bất cứ thủ đoạn nào. Có bao giờ chúng ta thử đặt câu hỏi, trong cuộc sống, chúng ta mãi mê chạy theo những của cải vật chất, tiền bạc danh vọng, giàu sang phú quý để được gì và còn lại gì? Tiền của cần thiết cho cuộc sống con người, nhưng tiền của không phải là tất cả. Đừng quên chúng ta bước vào trần gian này tay trắng, ngay cả tấm khăn quấn cho ấm hay tả lót cũng là do người khác chuẩn bị cho mình. Và đến lúc ra đi khỏi trần gian này cũng trắng tay, người khác lo hậu sự cho mình mà mình cũng chẳng mang theo được gì cả. Vậy chúng ta còn chần chờ chi nữa mà chưa học theo lời Chúa chỉ dạy, để kho tàng của mình có thể tồn tại ngay cả sau khi bước vào thế giới bên kia. Kho tàng đó không hao mòn, thậm chí trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Đó là kho tàng nước trời. Kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Nếu chúng ta vun đắp kho tàng trên trời, thì lòng mình luôn hướng về nơi ấy. Cách thức làm giàu kho tàng trên trời là không để mình thuộc vào vật chất, dám thực thi hành động bác ái yêu thương, giúp đỡ anh chị em xung quanh, nhất là những kẻ bất hạnh, khó khăn, nghèo túng, đau khổ. Giúp họ có cơm ăn áo mặc, giúp họ tìm lại được niềm hy vọng, niềm vui và bình an. Một nghĩa cử tử tế với nhau, hay một lời khích lệ, một nụ cười cảm thông, đó là cách chúng ta đang đầu tư cho nước trời. Amen.